Giải chạy marathon quốc tế của thành phố Hà Nội với tên gọi là VP Bank Hà Nội Marathon 2022 sẽ diễn ra vào sáng mai với hơn 10.000 vận động viên đăng ký tham gia. Trong số này có hơn 1.000 vận động viên đến từ các nước trong khu vực và 3.000 vận động viên đăng ký chinh phục cự ly full marathon, tức là trên 42 km. Điểm nhấn của giải chạy là các cung đường đẹp của thủ đô với gần 90 tuyến phố, 5 hồ nổi tiếng của Hà Nội. Với thông điệp bừng sáng Việt Nam, giải chạy năm nay là lời chào đầy hứng khởi từ thủ đô Hà Nội đến bạn bè Việt Nam và quốc tế. Ngoài ra, giải chạy còn góp phần thắp lửa tinh thần thể thao cũng như lan tỏa lối sống văn minh, tích cực trong cộng đồng.